đôi bàn tay của bạn tạo ra sự giàu có. Bạn ý thức rất rõ ràng, nguồn năng lượng tình yêu dồi dào vô tận luôn sẵn có bên trong bạn. Thông qua đôi bàn tay của mình, với ý định trong sáng chân thành, bạn nâng đỡ tất cả những người xung quanh bạn, mở rộng tình yêu bên trong bạn để giúp đỡ những người xung quanh bạn có cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong lĩnh vực nghề nghiệp của mình, thông qua đôi bàn tay, bạn tạo ra những sản phẩm mang giá trị tích cực, phục vụ cho cộng đồng của bạn, mang lại lời lạc cho rất nhiều người. Thông qua nguồn năng lượng tình yêu dồi dào nơi đôi bàn tay của bạn, bạn truyền nó đến tất cả những người xung quanh bạn, hỗ trợ họ phục hồi sức khỏe, xoa dịu tinh thần, có cuộc sống ngày càng tích cực hơn. Khi bạn ý thức rõ ràng sứ mệnh thiêng liêng của mình, đó chính là mở rộng nguồn năng lượng tình yêu dồi dào vô tận bên trong bạn đến cho tất cả mọi người, bạn sẽ nhìn thấy được rõ ràng sự thật tiềm năng vô hạn sẵn có bên trong bạn. Và rất nhiều những nguồn năng lượng thiêng liêng trong vũ trụ này sẽ hỗ trợ tích cực cho bạn hoàn thành sứ mệnh thiêng liêng của mình. Hãy nhớ rằng, cho dù bạn đang ở đâu trong cuộc đời của mình, chúng ta đều cần phải đối diện với tất cả những bài học, và những bài học này đều hỗ trợ chúng ta phát triển năng lượng tình yêu dồi dào bên trong mình. Hãy cam kết kiên định lựa chọn tình yêu thông qua đôi bàn tay của bạn, thông qua năng lượng tích cực của bạn. Hãy làm cho cuộc đời này ngày càng tốt đẹp hơn. Bạn sẽ nhìn thấy con đường của chính mình, mục đích thiêng liêng của mình rõ ràng trong cuộc đời này. Quốc Anh nguyện cầu vô số phước lành đến với bạn.